Rồi con xin chào các bác xe đạp trên toàn quốc luôn. Hôm nay con có một chiếc xe này 700c nha các bác, với một mớ đồ linh tinh con đưa lên cho các bác tham khảo. Các bác nào ưng được xin alo con ha. Rồi vô con giới thiệu cái đèn lái đi. Cái đèn lái này của xe Nhật nha các bác. Nè, có bóng đèn trong này luôn nè. Con cái là tại vì dây điện đứt rồi, dây điện nó không còn nữa nha. Rồi con giao luôn cái đèn này là 150 cao ship nha. Cái đèn lái 150 cao ship cho cái đèn này. Nó đẹp nha các bác. Chữ nghĩa rõ ràng chưa. 150 cao ship cho cái đèn này. Bắt đầu nghe lâu con. Bắt vô là đẹp cái xe lắm. Rồi thứ hai con có cái chắn xích của tẹp nha. Đó, bạc ferric. Trời, cái chắn xích này còn sáng sủa nè, đẹp nha. Cái xích này zin nha các bác. Chữ nghĩa nó in vô trong luôn nè. Nước xi còn đẹp nữa ha. Rồi con giao luôn cái này 200k bao ship nha. 200k bao ship cho cái chắn xích này. Bác nào ưng alo con. Cái này bằng sắt xi nha các bác. Sắt xi nha các bác. Nước xi còn đẹp. Rồi bác nợ alo con. Faroid tiệp. Đây một cái dĩa này nè. Cái dĩa này 46 găng nha. 2, 3, 4, 5, 6 6 cái chỗ bát ốc. Không biết cái dĩa này của nước nào nữa. Cái của Nhật hay của tiệp gì nữa. Rồi cái dĩa này còn mới nha các bác. Dĩa sắt nha. 46 găng. Bác nào cần cái dĩa này alo con. Rồi dĩa này con giao lưu là 130 bao ship nha. Bác nào cần cái dĩa này alo con nha. 130 bao ship. Dĩa này găng dày cộm chưa xài gì trơn nha các bác. Giờ 130 bao ship cho cái dĩa này. Bác nào ưng alo con. Đây con cặp bi đanh nhôm này ha. Cặp bi đanh nhôm này trong chiếc xe đó luôn đó. Nó xài ngon lành. Nhà quan đầy đủ nha. Rồi con giao luôn cặp bidan này là 230 cao ship nha. 230 cao ship với cặp bidan này. Bác nào ưng alo còn đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Đó. Đây còn cái yên Italy nè. Cái yên này Sella Italy nha các bác. Đó. Đây gạch. Gạch đốm đốm này nha. Trong này đóng nè, trong đóng mắt in Italy nữa ha. Nó mắt in Italy taxi cách hai ba đốm chỗ này. Đó. Chỗ này đốm nữa nè. Giờ con giao luôn cái yên này là 250k bao ship nha. Bác về lập gia lại chơi nha. Đó, cái yên Italy Ý. Rồi, bác nợ được cái yên alo con. Đây một cái đề nè. Cái đề này cái đề Shimano 600 nha các bác. Nhôm. Đẹp luôn. Cái này cũng bằng nhôm luôn. Cái này bằng sắt nè. Nó bánh xe đầu zin cho nha các bác. Nó. Nó có clip trắng luôn nè, có cái miếng mũ trắng nha, trắng bụng luôn nè. Đó. Nó cái đề này đẹp. Rồi con giao luôn cái đề này là 750k bao ship nha. Đó, 750k bao ship cho cái đề 600 này. Shimano 600. Rồi 750k bao ship cho cái đề này. Bác nào ưng alo con. Đây có bộ tay đề nó luôn nè. Shimano 600 luôn nha các bác. Đẹp luôn. Đó, đẹp quá trời đẹp luôn. Sáng giới. Không có hư chỗ nào chứ nha bác, không gách chỗ nào chứ, mà nặng nha. Còn hai con dây của nó luôn nè. Rồi con giao luôn cái đề này là 650k bao ship nha, cái bộ tay này nè. Con giao luôn 650k bao ship cái bộ tay này. Bác nào ưng alo coi. Nó quá trời đẹp luôn. Sáng giới luôn. Này con quắn lại thôi nha, nó không ảnh hưởng gì trơn nha, đầy đủ hết trơn zin. Nó không gách không gì trơn á. Rồi 650k bao ship cho bộ tay đề Shimano 600 này.
Bộ tay này thì cực kỳ đẹp luôn. Rồi, đó, bắt đầu nha lô con luôn. Chọn có bộ ngầm 660 nha các bác. Này 606 hãng của hãng Bigaton. Nó rồi giao lưu 300 cao ship cho cái bộ ngầm luôn nha. Xài ngon lành, ghim trơn luôn nha các bác. Rồi 300 cao bao ship cho cái bộ ngầm này Bigaton 606 nha, 606 nha các bác. Rồi bác nợ được nè, alo con. Nó đây còn có cái bộ giò Sungino, Sungino GB sáng giới luôn, đẹp luôn, nước nhôm nước xi còn đẹp luôn. Gia băng 165 GB nha. Nó lỗ vidan gì, nói chung là nắp niết gì còn đầy đủ hết trơn, nắp cũng đẹp luôn nè. Tôi sơ sơ là sáng giới luôn nè. Đây bộ này nè. GB 130 nè. Nói ba dĩa nhôm nha các bác, ba dĩa nhôm, dĩa ghi hết trơn nha, Sungino da băng hết nè, cái dĩa 50 nè, dĩa 42, dĩa 32 ha, toàn bộ dĩa là ghi hết nha, có đóng cửa da băng hết nha, nó ốc cũng ghi hết nha, chữ nghĩa rõ ràng hết nha. 50 42 32, găng dày cộm dĩa nhôm, rồi nắp niết đầy đủ luôn, đẹp luôn, nước xi đồ đẹp. Con giao lưu cái bộ này là 850k bao ship nha, 850k bao ship cho cái bộ giò này 50 42 32 nha. Sungino GB 130, nước xi đồ còn đẹp như bức tranh luôn. Nó chỉ có nước cái mấy cái dĩa này dơ về vệ sinh là đẹp thôi, nó không dơ gì chứ, cái này nó đẹp lắm, nước nhôm nó còn sáng giới nè. Rồi bác nợ alo con ha, 850k bao ship cho bộ giò dĩa này, bác nợ alo con. Đây có một cái bộ đậu nó luôn. Cái bộ đầu nè, không như bác ưng là bộ đầu lắm, nó có tay thắng phụ luôn nha, tay lười luôn nè. Đó tay lười đẹp luôn. Cái bông tăng này là bông tăng da băng luôn nha các bác. Nó Technonit chuông Bigaton, nó chữ nghĩa rõ ràng. Đó đây, dây đồ còn đẹp luôn nè. Nút niết đồ đầy đủ hết nha. Đó, miếng cao su còn đẹp luôn nè. Tay là tay Diacom nha các bác, tay Diacom nè, bông luôn nè, đẹp nè. Đó, tay thắng phụ đẹp luôn nè, Diacom đẹp luôn nè. Ghiên hết trơn nha, cái này là nguyên bộ này ghiên luôn hết. Rồi nó không dài, nó cũng ngắn luôn các bác, vừa tầm luôn các bác chơi nè, chữ nghĩa nè, Tết. Tết Chu Nít nè, Tết Nô Nít Mít, Tết Nô Mít. Chuông kêu to đùng luôn. Giờ cái bộ đầu này con giao lưu là 1.300.000 bao ship nha, 1.300.000 bao ship. Cái bộ đầu này dây nhợ rồi con đeo theo cho các bác hết luôn nha, con không lấy lại cái gì chứ nha. Đó dèm chỉ ấy thôi, nó con rút cái đầu chì cái ra thôi, còn cái này dèm chỉ vô dây lại thôi. Giờ 1.300.000 bao ship cho cái bộ đầu này nha, tay thắng phụ này nha. Rồi nè, tay này da còn đẹp luôn, da này không có mục luôn nè. Mà mình không thích da mình dục bỏ thì con còn ghét da lắm, nó có đẹp cái nào cũng cắt bỏ vậy, nó nhìn nó mới đẹp. Vô da dơ lắm nè, đồ lột trong đó coi nó đẹp cái gì nè, cần gì báo da gì cho cực gì. Rồi nó bác nợ một bộ đầu nè, alo con đo chiều ngang của nó con bên nữa. Chiều ngang của cái bộ đầu này là 41 của quỳ nha các bác, bộ đầu của 41 của quỳ đẹp cực kỳ luôn. Nó có bộ đầu đó giờ con thấy bộ đầu đẹp gì nè, 1.5390 luôn, thấy không, B1.5390 đó, nito này chữ sáng được, chủ yếu là ngoài này nó sáng nó đẹp này. Còn trong này lúc nào mở thì không đẹp chứ, lúc trong này dây nó quấn mà nó đâu có bị ảnh hưởng, đâu bị oxy quá gì chứ, mở ra một cái là sáng giới luôn. Mình chỉ việc mình thích không thích dây này nữa, mình lưu dây mới gì mình quấn cho nó đẹp thôi. Rồi 1.300.000 bao ship cho bộ đầu này, bác nào ưng alo con nha. Nó bộ đầu này cũng thấy gì chứ nhiều bác phái lắm, có thắng phụ. Rồi con giới thiệu luôn cái sườn này luôn nha các bác. Nó con cái sườn này, cái sườn VIP luôn đó, cái sườn này 700c, thắng này là thắng gút, nó thắng gút ghiền. Đây cái má của nó cũng ghiền đi ra cơm luôn nè. Đây cái chỗ cái thập của nó cũng vẫn bó lại cho các bác nè, để sợ mắt cái sườn này xây lùng nha các bác. Đó khi kiếm nó cực kỳ đẹp, nước sơn cũng đẹp, nói chung là cái này cái gì cũng đẹp,
trơn á, chỉ có một cái là cái giá thôi. Nó cái giá các bác chịu chơi là đẹp hết này chân nè. Không chắc cò có thấy cực kỳ đẹp, nước sơn rất đẹp nha. Nè con chùi chùi sơ sơ nó cũng đẹp, nước sơn màu cái màu nó trắng trắng bóng bóng vậy mà ngà màu gì mà ngộ lắm. Sửa không sửa mà cái kiểu gì kỳ. Đây tem Nhật nha, nguyên bản nha, nó tùm lum hết trơn. Rồi hai cái bát nè đẹp luôn, nó có chạy hai ba chỗ nè. Đó nó nói chung là cái mấy sườn nó cổ thì nó phải cái vấn đề đó ha. Nè chữ nghĩa là ngon lành ha, giá co rồi ngang lành ha, sơn ghim cúc yên rồi ngon lành nha các bác, lúc ra vô ngon lành. Đó đây giờ giữa ghim ha, đây thấy không, bộ giữa ghim sung guno da băng luôn nè ha. Ừ đầy đầy đủ cho anh ghim giờ nha các bác. Nói chung cái sườn này ghim, cái sườn này á, là cái sườn bán chuyên nghiệp nhưng mà nó cũng giống như sườn chuyên nghiệp nha các bác. Thúc nè, nói chung thúc thì không thúc tới nổi dữ lắm nhưng mà vẫn thúc đẹp, thấy không, hai bên da băng hết, tổng da băng hết ha. Nó mấy chỗ dơ dơ này cũng chùi chùi tay luôn nó, các bác thấy không, đó đó đẹp liền. Nè mấy chỗ này nó thấy không, đẹp cực kỳ luôn. Mấy cái ha, cái hổ hố nước tránh tránh cọ dĩa cực kỳ đẹp, tránh cọ bánh cực kỳ đẹp. Nó đây bát bắt đề cực kỳ đẹp, ngàm thắng gút nhưng mà nó vẫn đẹp nha các bác. Đây gom ghim hết trơn luôn, nó đây ghim hết toàn bộ, ghim toàn tập. Rồi con để con đo chiều cao của nó cho các bác coi luôn. Con này nó thật câu cũng quá trời đẹp, cái sườn này quá trời đẹp, vậy vô xe này cũng mua hơi mắc tiền. Rồi để con đo chiều cao luôn cho các bác luôn ha. Đây cái thắng gút nó để nguyên cho các bác. Nó thấy không, bây giờ mình sọt dây rồi mình gút thôi, không nói gì vậy. Rồi các bác ơi, cái sườn này nó có chiều cao cũng rất là dễ thương nha các bác. Cái chiều cao từ dưới tâm chỗ này ha, lên đây là 49 năm nha. 49 năm từ đây qua đây là 53. Đó, cái sườn nè chắc co rồi rất đẹp, nước sơn cũng rất đẹp, mình về mình vệ sinh mình bát là đẹp nha các bác. Có một hai chỗ rồi chày nè, cái này thì không phải tránh khỏi được rồi. Nó mấy cái này tem tiết đồ ghim chân nó, nó tem Nhật tem đầu ghim hết nha. Rồi rồi cái sườn này con giao lưu với cái giá là 2.050.000 bao ship nha, 2.050.000 bao ship, bao gồm luôn ngàm thắng luôn nha các bác, cũng bốn cục gom cũng ghim hết nha, ghim hết cái toàn bộ nha, luôn cái tay thắng cái thắng trước bia ton nè con cũng không gỡ luôn nha. Đó nói chung là cái xe này nó đẹp lắm, nó có dây, nó có dây điện ngâm luôn nè. Ừ dây điện ngâm luôn nè các bác thấy không, nó mình về chỉ mình việc vô điện vô đài là mình không cần phải câu dây chi lòng thòng, nó có chấu sọt vô là quất nè. Đây nè, ra đây ha, dây điện rồi ngon lành. Rồi 2.050.000 bao ship cho cái sườn này, bác nào ưng được alo con ha. Rồi hôm nay con có một nhiêu đó đó, bác nào ưng được cái nào alo con cái đó. Con xin chào các bác, chúc các bác ngày mới thật là vui vẻ.